Hello, xin chào tất cả các bạn. Video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn một dự án về airdrop mới nhé. Và dự án này được mang tên là IMFTC. Thì hiện tại dự án này sắp kết thúc, còn 10 ngày, ở 9 ngày nữa nó sẽ kết thúc. Và trước khi vào hướng dẫn thì mình sẽ, trong video này mình sẽ nói cho bạn một số vấn đề. Thì các bạn cố gắng xem hết video nhé. Thứ nhất là sẽ hướng dẫn các bạn cách về làm airdrop. Thứ hai nữa là sẽ hướng dẫn làm sao để cho các bạn xem đánh giá một contract có chữa mà độc nhé, một contract scam hay gọi là scam, để các bạn tránh bị hack nhé, tránh bị hack tài khoản đấy. Và thứ ba nữa mình sẽ nói cho bạn một số thông báo mới cũng như chi tiết mới để các bạn nên tham gia không đấy. Các bạn vẫn xem hết video này cho mình, thì coi như là đây là một video mình trong hầu như là nhiều video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách này cách kia, nên là các bạn cố gắng xem hết video này cho mình để coi như là sau này thì các bạn đỡ phải vấp phải, cũng như là các bạn tránh để mất cái đồng tiền của các bạn. Ok, và đầu tiên thì đây là một cái dự án về airdrop của IMFTC. Và cái này thì cái này nói chung của Uniswap nhé, Uniswap. Thì cái này là hoàn toàn miễn phí các bạn ạ. Có việc nhập địa chỉ các bạn sẽ nhận được thôi, nhận được cái 10 đồng NS này. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn sau. Và tiếp theo là tổng cung của con này là có 3 triệu cái đồng NS thôi. Và 600.000 NS sẽ là airdrop, và 1.800.000 là cái này nó sẽ bán trước. Đây mình sẽ sang Việt cho nó gì nhé, phát triển trong tương lai. Bán trước này, 1 triệu airdrop này. Thì hiện tại sắp tới nha, nó sẽ phân bổ airdrop xong, nó sẽ bán trước nó sẽ mở phần bán trước xong thì nó sẽ phân bổ token, chẳng hạn như ở đây. Thì hiện tại trong web chính thức ra mắt và triển khai hợp đồng thông minh này, thì đây này, đây là hiện tại nó ở cái trong cái vùng này nhá, để bắt đầu bán trước vài airdrop này. Và tháng 11 nó sẽ bán trước đã hoàn thành, và nó sẽ phân phối airdrop. Ngoài ra nó sẽ liệt kê trên các sàn giao dịch như Binance, Huobi và Coinbase. Thì cái này thì không khỏi tránh được cái scam, nên các bạn cố gắng nhé. Các bạn không mua, các bạn chỉ làm airdrop thôi. Ok, thì nó cho thì biết đâu nó có dạng thì mình hưởng, mà không có dạng thì thôi. Ok, thì cái này mình làm cũng chả mất mát gì. Ngoài ra cộng đồng của nó khá là ok nhé, cùng khoảng rơi vào 64.000 người. Đấy, 64.000 người, các bạn thấy kinh khủng không? 64.000 người, thực ra thì nó sẽ hơn 64.000 người. Đấy, thực ra là nó sẽ hơn nhiều. Rồi, tiếp theo nhá. Thì để nhận airdrop con này thì các bạn nhấn vào phần airdrop cho mình nhá. Nhấn vào phần airdrop thì nó hiện một cái đường link như thế này, một cái cửa sổ á. Thì nó bảo các bạn phải nhập địa chỉ ERC20. Thì ở đây các bạn, nếu mà các bạn sử dụng Tronvi, các bạn tìm lên địa chỉ ETH của mạng ERC20 nhé. Nó sẽ có cái mảng ở trong trên góc này, nó sẽ bảo là ERC20, các bạn sao chép lại. Còn mình chuyên dùng của Metamask thì nó tiện lợi hơn rất chi là nhiều. Thì ở đây nhá, mình đây là một vị Metamask, nhưng mà nó chỉ một hợp đồng này thôi. Kể cả mình sao chép hợp đồng của BNB này, nhưng mà nó cũng hiển của ERC20. Công dụng ở đây của cái thằng Metamask này á, là các bạn một vị các bạn sẽ có một cái địa chỉ, nhưng mà nó sẽ sử dụng được nhiều nhá, nhiều cái mảng khác nhau. Chẳng hạn như mình sử dụng một cái mảng Matic nhá. Đấy, Matic này, đấy cùng một địa chỉ này. Các bạn thấy không? Matic cùng một địa chỉ này và Ethereum cùng một cái địa chỉ này nhá. Đấy, các bạn thấy không? Nó tiện dụng không? Đấy thì các bạn nên sử dụng, mình khuyên các bạn nên sử dụng này, Binance Smart Chain này. Mình nên khuyên các bạn nên sử dụng cái vị Metamask này. Đấy, nhiều khi các bạn gửi token ấy, thì các bạn không biết là các bạn sử dụng cái mảng nào. Thì các bạn nên sử dụng Metamask, thì các bạn sử dụng một cái địa chỉ vị này thôi. Các bạn nó sử dụng được hàng rất nhiều cái mảng khác nhá. Tuy là nhiều mảng nhưng mà chỉ một cái địa chỉ một. Đấy, các bạn nhận vào cho mình. Thì các bạn sẽ nhận được là 10 NS này. Thì các bạn phải đạt tới 50 NS các bạn mới được phép rút nhá. Đó. Thì bạn nào quan tâm đến dự án airdrop này thì mình có để đường link trên phần mô tả video, bạn có thể tham gia. Rồi tiếp theo, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để đánh giá được một cái token scam nhé, scam. Đây thì các bạn nên để cho mình này, những cái token ấy mà mình có nghĩa là không 10 mà đấy, thì có nghĩa là khi các bạn làm về airdrop ấy, các bạn chỉ nhận được những cái token của airdrop thôi, nhưng mà những cái token như này các bạn không biết ở đâu mà nó cho mình, đúng không? Thì thường là những cái token scam ấy, nó thường có chậm IO đằng sau này, hoặc là ORG đằng sau này này. Đấy, đó là những cái token có chữ mã độc, hoặc là những cái token scam. Đây thì để cho bạn swap, thì khi bạn đã ủy quyền vào những cái token này thì các bạn sẽ mất sạch tiền như chơi nha, bằng một nốt nhạc bay màu hết. Thì để làm sao để tránh rủi ro thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn, chẳng hạn như một con này này, các bạn thấy ô hôm nay nó nhiều bạn lại được drop nhá, bảo là ô hôm nay nó lại trả cho mình này nha, nó trả cho mình số tiền này đâu ra, ôi ngon thế đấy, của mình đây 50.000 đô đây, 50.000 đô có được cái gì đâu đó. Thì bạn nhân vào thôi, đây các bạn nhân vào cho mình đây, thì các bạn gì có việc swap thôi, nếu các bạn mà không để ý các bạn nhân vào trader này, bạn chuyển sang và bạn nó đi này, đấy 76 BNB, các bạn chỉ cần ủy quyền vào cái token này là các bạn sẽ mất sạch tiền nhá. Thì để tránh vào cái trường hợp như thế này thì các bạn phải làm theo như mình như thế này, các bạn đừng có vội trader nhá, các bạn đừng có vội swap nó ra, các bạn soạn nó đi đó. Các bạn xem thứ nhất người mua bạn ở đây không có này, đấy không có người mua bạn ở đây nhé, các bạn thấy không, không có người mua bạn này, thứ nhất là cái vấn đề đầu tiên. Thứ hai các bạn chuyển sang phần contract này nhé, nhận vào phần contract này đây, upload link này, đây là phần contract của nó này nhá, các bạn nhận lại phần contract đây, contract này chưa được xác minh này, đấy thứ nhất là chưa được xác minh, thứ hai nữa này giao dịch lỗi này, đấy các bạn thấy không, giao dịch lỗi, nên các bạn tránh trường hợp như thế này, các bạn chỉ cần việc cho swap ủy quyền vào cái con token này các bạn sẽ mất sạch tiền nhé. Đó là cái nhận biết để các bạn tránh nó ra khỏi các bạn mất tiền đấy. Và cái số lượng người hao này đấy, nó gửi tới những 3 triệu vị đáng hao, các bạn thấy kinh khủng không, nó gửi đấy, cái này nó gửi cho các bạn thôi chứ không phải là các bạn nữa thôi. Nhưng mà thực ra nếu mà gửi cái này á, thì nó sẽ mất một khoản phí nhá. Thì đây là một cái công nhận là một người lừa đảo khá là nhiều rồi, đấy là nó đủ tiền nó gửi tới 33 triệu địa chỉ. Mình nói ví dụ nhá, một địa chỉ gửi là khoảng mất khoảng 0,05 0,01 đi, 0,01 đô. Thì ở đây là 10 cái là 1 đô này, 10 đô, 100 đô, 1000 đô, 10.000 đô, 100.000 đô. Nhưng mà nó gửi thế này thì khá là tốn tiền đấy. Nhưng mà khả năng không phải đâu, cái này là do cái mã độc nó gửi chứ không phải là BNB, khi phải nó lấy cái phí BNB đâu. Nhưng mà cái mã độc của nó khắc, nó gửi, nó khắc, nó hiển trong cái vị của các bạn, nên là các bạn cẩn thận cho mình nhé. Chứ nếu mà nó gửi hết 3 triệu cái gửi đến 3 triệu cái vị này thì nó tiền đâu, không có tiền, nó không bao giờ có tiền để nó mà làm hết nhá. Nên là nó sử dụng cái mã độc để nó gửi vào vị của các bạn để các bạn tách ra nó ra đó. Để nhận biết thì các bạn nên là thứ nhất là những cái OI chậm này, chậm OI các bạn bỏ này, thứ hai nữa các bạn nhấn vào transfer nhé, các bạn nhấn vào contract này, đấy contract chưa có xác minh này, rồi tiếp theo này nhấn vào cái phần giao dịch này, đây toàn bị lỗi không này, đó đây là những cái tài khoản scam. Rồi mình quay lại vấn đề chính, thì để làm sao để biết một cái dự án quay vấn đề về đây nhá, làm sao để biết một cái token uy tín. Thì ở đây mình sẽ lấy một cái ví dụ như là Monchat đi nhá, sự contest đây. Thứ nhất thì ở đây các bạn thì để mà xem thì nó cái này thì dự án này cũng bình thường thôi nhá. Thì để đánh giá nó uy tín như thế nào thì các bạn xem này, có người mua người bạn này, do cái này là ít người mua ít người giao dịch ấy, nên là nó không hiển thôi, cái này ít người mua người bạn ít này, các bạn thấy không đó, người mua ít người bạn nó cũng ít rồi. Và thanh khoản của nó là có 767.000 đô nhá. Rồi các bạn nhấn vào phần đâu rồi contract đây, nhấn vào phần contract cho mình nhé. Đây nhận vào phần contract cho mình, các bạn nhận vào cái hình này rồi các bạn nhận lại phần contract cho mình nhé, nhận lại vào phần contract, đây là contract mình là chính xác này đó. Đây thứ nhất contract đã xác minh này, thứ hai transfer này, giao dịch này, ok này, đấy giao dịch mua bạn thành công nhé, không có một cái lỗi liền lầm gì nhé. Đấy tuy là đồng này nó ít thôi nhé, nó ít thôi, ít người giao dịch thôi, nhưng mà nó uy tín này, đấy cái độ uy tín của nó là ở đây, cái độ uy tín nó đây là chữ ở đâu đấy này, giao dịch này 36 phút trước này, đấy bình thường này, ok nhá. đấy, không có lỗi lầm như hết. Entest này, đấy, mọi thứ đều ok. Thế này là các bạn có thể mua bạn được nhá, mua bạn là giao dịch bình thường, là một dự án ok. Thì vị hao này thì không có bao nhiêu đâu, khoảng 2.000 hao thôi, vì 2.000 hoặc 12.500 hao đời thôi. Đó, thì đây gọi là một cái dự án ok. Rồi, thì vào đây mình đã hướng dẫn các bạn cách đánh giá một dự án scam hay là không. Đấy, thì các bạn cố gắng nhá, xem kỹ cho mình để các bạn tránh sau này đỡ phải mất tiền oan. Ok, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một dự án mình được tin tưởng nhá, mình khá tin tưởng vào dự án này. Thì mình trong nhóm group mình cũng nói các bạn tham gia rồi, nên là các bạn cân nhắc cho mình tham gia hay không thì các bạn cân nhắc nhé. Thì đây, thì trong group mình có bảo các bạn là mua cái đồng token này, token của DHG này. Đấy, hiện tại là giá cực kỳ là rẻ nhé. Thì đây á, thì mình có mua này khá là nhiều, đây các bạn thấy không, mình mua khá là nhiều. Và hiện tại các bạn mua trên web ấy, thì các bạn sẽ mất khoảng tầm 15.000 token, là các bạn sẽ mất khoảng tầm 5 đô. Thì ở đây các bạn mua 15.000 token thì nó sẽ rẻ hơn nhiều nhé. Đây, 15.000 token. Đấy, thì các bạn sẽ mất khoảng 1,5 đô thôi, đó là 2 đô, nên là nó rẻ hơn rất chi là nhiều. Thì ở đây nhé, ở đây các bạn để ý cho mình này, mình mua thì các bạn không được mua quá 5 đô nhé. Đấy, khi các bạn mua 5 đô ấy thì sẽ có người khác bán, mình là có dạng sẽ có người khác bạn thì sẽ có người khác mua. Đấy, thì như lúc này thì mình xem một cái video trước ấy, do này mình làm video thì cho bị lỗi nên là mình làm lại video này. Thì video trước thì có một người mua 2 đô thôi mà được những 87.000 cái đồng token này. Đấy, có 2 đô nên là đây thanh khoản có 3 đô thôi. Bây giờ mình bán hết này 165.000 này, được giá khoảng tầm 2 đô sau, nên mà có một người nào mua lại sau cái lúc cái lần mình bạn này này thì người ta mua lại với giá 2 đô sau, 2 đô sau là người ta sẽ mua được là 165.000 cái đồng token này. Đấy, thì hiện tại nó chưa list, cái này nó chỉ mở giao dịch nhá, giao dịch thôi, nên là cho bạn mua bạn bình thường, nhưng mà thật sự là dự án của nó chưa có list đâu. Thì tại sao mình lại tin tưởng vào dự án này, thì đây là lý do này, các bạn xem này. Đó rồi. Đây. Nhá. Thì khi nào hết 12 ngày này này. Đấy, hết 12 ngày này thì hiện tại cộng đồng của nó là đạt tới đây, cộng đồng của nó này đạt tới là 29.000 người. Làm khi nào mà hết cái chỗ này thì ít nhất phải tầm 3.000 người, 3 đến 5.000 người là ít nhất nhé. Đây, người ta sẽ vào cái này, người ta sẽ vào thì cái này cái này nó kết thúc rồi, người ta sẽ sao chép contact, người ta lên đây thử cây này có giá hay chưa. Đây, nếu mà người ta thấy ở giá rẻ người ta sẽ mua vào, đúng không, giá rẻ người ta mua vào, nếu mà giá cao người ta bán ra, thế thôi. Đây là cách kiếm tiền của mình. Đó, thì mình có nói nhắc lại trong những cái video là những cái airdrop clam rồi, nên các bạn cũng nghe thật kỹ và xem thật kỹ cho mình nhé. Đây, cái này là mình mua trước cho nó rẻ thôi, chứ sau này như thế nào ví dụ mình có mất giá thì mình phải chịu thôi, biết đang được, đúng không. Thì cái này gọi là kèo chỉ số mà, có khi là mình bỏ ra 10 đô có thể là mình sẽ ăn về 200-300 đô thì sao đó, có khi bỏ ra 10 đô thì các bạn có thể mất 10 đô, đúng không. Nên là mình khuyên các bạn chỉ cần mua, nếu bạn mua 10 đô ấy các bạn chia ra mua 5 lần hoặc là 6 lần cho mình nhé. Các bạn mua 10 đô ấy, thì đây các bạn đi cho mình này, nhưng mà các bạn mua 10 đô không, mình sẽ chỉ sang build lên này 15.000 là 1 đô đúng không. Mình nói là bây giờ mình sẽ mua thêm là đây 25.000 này, đấy là lên 39. Mình sẽ tính lần một lần 10.000 cho nó dễ tính đi nhá, mình tính một lần 10.000 dễ tính nhá. Ví dụ 10.000 đô ở 10.000 token này là khoảng tầm 1 đô đúng không, lên 2.000 này. Đấy, thì đáng lẽ là tạm 16 thì cái này nó sẽ lên trả hơn nhá. Tạm 16 cái này thì nó bảo là mình mua 2 lần thì bạn sẽ mất là nó sẽ giá nó sẽ tăng lên gấp đôi này, ví dụ là lên 3.000 này, 30.000 này, đấy lên 6 này, và bạn lên 50.000 này, 60.000 đấy, 60.000 nó không cho mua, 50.000 không cho mua, 40.000 đấy, các bạn sẽ mua khoảng 66, mất 66 đô đúng không? Nhưng mà các bạn mua mỗi lần 10.000 thôi đấy, thì các bạn sẽ mất khoảng tầm 10.000, các bạn sẽ mua 10 lần, rơi vào khoảng tầm là 8 đô là cho 10 đô là các bạn sẽ mua được 100.000 cái đồng token này nhé, 100.000 cái đồng token này. Đây mình mua này là chưa tới 1 đô này, nhưng mà trong BNB này nó sẽ đạt tới 1 đô 7 này. Đấy, chưa sắp xỉ 1 đô, gần 1 đô luôn. Đây. Ok. Mình sẽ mua nhé. Đấy, cái dạng này đẹp này, mình sẽ mua. Là mất khoảng tầm 1 đô nữa, thì ở đây là đây, thì mình sẽ chờ thêm. Tại vì mình mua cái này nó cũng nhiều rồi, 65.000 rồi. Ok. Đấy, nên là các bạn mua, nên mà các bạn mua nhiều ấy, các bạn chia ra mua 5 lần 6 lần cho mình. Các bạn đừng mua 1 lần 10 đô nhé. Tại vì cái này thì nó hơi ảo diệu ấy, nó ảo diệu nên các bạn cố gắng nhé. Cố gắng thì các bạn phải hiểu cái bồn này, các bạn mới hiểu. Phải giải thích mới hiểu thôi, còn mình giải thích chắc thì các bạn cũng không hiểu lắm đâu, thật sự. Đấy, nên các bạn mua, có nghĩa các bạn mua một lần 1 đô 2 đô cho mình, các bạn đừng có mua tham. Mua tham là các bạn bị mất giá. Thứ nhất là mất giá, thứ hai nữa là nhiều khi là các bạn này không hiểu, các bạn mua nhiều là bạn mua 10 đô còn bạn ra bán được 1 đô 2 đô thôi. Đó. Thì có nghĩa là các bạn mua 10 đô thì nó sẽ là 10 đô ở đây này. Thì người khác thấy ở cái này cao, người ta bán ra thì các bạn sẽ còn về vài đô thôi, không đáng bao nhiêu đâu. Đó, thì các bạn cân nhắc cho mình. Rồi, tiếp theo tại sao là mình tin tưởng cái dự án này. Thì đây, các bạn là vào đây. Đây nhá. Thứ nhất là mình đã xem cái tích trừ của nó này. Thì cái cộng đồng tương tác này khá là ok nhé. Bình luận 22.000 này và 3,2 nghìn người chia sẻ này, 1,8 nghìn like này, ở đây này 6,3 nghìn like này, 11 nghìn chia sẻ này, 21 nghìn bình luận này. Đấy, đây là những cái tương tác thực nhá. Đây là một dự án là người thực chứ không phải là người ảo đấy nhá. Thì tìm cái dự án người thực là cực kỳ là gì, nên là các bạn cân nhắc. Có những dự án hàng trăm ngàn lượt follow đây này, nhưng mà lượt like ở đó chưa tới hẳn, chưa tới 1.000 luôn, chưa tới 1.000, nên các bạn phải cân nhắc cái dự án đó. Ok, các bạn phải xem tương tác thực hay là không này. Đấy, đồ tương tác này, thực này, đây các bạn thấy không. Rồi tiếp theo là cái địa chỉ của nó này, đây nhá, địa chỉ của nó này, thì mình đặt ra là địa chỉ của nó đây, đây nhá, đây này, địa chỉ của nó đây này, 301W25TH này, netcode này, NI10001 này, là đây này, các bạn đọc kỹ cho mình. Đấy, 301W25TH, NeoJob NI1001 này. Đấy, NeoJob NI1001 này, đây là cái nhà làm việc của nó này, công ty của nó đây này nhá. Đây, nhà, đây là nhà cao tầng, vậy 4 hưởng nhá, là về 4 hưởng luôn. Đấy, đây là công ty của nó nhá. Đấy, công ty của nó, nên là khả năng dự án này cũng khá là ngon. Đấy, biết ngon hay không thì các bạn cân nhắc nhá. Mình đánh giá là dự án này cũng khá là, mình tin tưởng dự án này thôi, chứ mình không nói dự án này ngon đâu, nhưng mà mình tin tưởng dự án này. Nếu các bạn tin tưởng thì các bạn có thể hầu con này, mà không tin tưởng thì thôi nhé, các bạn bỏ qua. Ok. Rồi, và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video, và vừa đây mình đã hướng dẫn các bạn cách làm những con airdrop và đánh giá một số dự án về token OK và token scam. Ngoài ra là đưa cho các bạn biết thêm thông tin về cái dự án của game này. Rồi, mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video, và đừng quên cho mình xin một like video và đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.